Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel Road, Bankstown, New South Wales 2200. Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oz Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oz Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được làm việc với ông Dương Văn Trung, là hội trưởng của Hội Thân Hữu Cao Niên Việt Nam tại New South Wales. Kính chào ông Trung. Dạ, kính chào cô Kim Hoàng. Dạ, kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Pháp TV Úc Châu. Và kính thưa quý vị, để cho phần trò chuyện của chúng tôi nó trở nên một thân mật hơn thì chúng tôi cũng xin phép gọi ông Dương Văn Trung là chú để chúng tôi có thể dễ dàng gửi tới những cái thông tin cho quý vị khán giả hơn. Và dạ, thưa chú, cháu biết rằng là hội cao niên của chúng ta thì đã sinh hoạt từ rất là nhiều năm rồi. Dạ, có thể nói là hơn 40 năm qua rồi. Cái thâm niên của hội cao niên là không có một cái hội nào có thể so sánh được. Và mỗi một năm thì hội cao niên đều có những cái hoạt động, những cái buổi lễ để mà duy trì những cái truyền thống tốt đẹp của người Việt, không những là cho các thành viên trong hội của mình, mà cái truyền thống người Việt hội cao niên còn đang muốn duy trì cho những cái thế hệ kế tiếp, có nghĩa là những cái thế hệ chúng ta không nói là thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ nhì, bởi vì hầu hết những thế hệ đó đều là những người được sinh đẻ ở Việt Nam và chỉ mới định cư tại Úc Châu mà thôi. Thế hệ mà chúng tôi đang nhắm đến để duy trì văn hóa Việt Nam đó là thế hệ thứ ba và thế hệ thứ tư, là những thanh niên, những trẻ em đã được sinh ra và lớn lên tại nước Úc. Và một trong những cái quan trọng nhất để duy trì văn hóa đó là phải duy trì tiếng Việt. Cái đó là cái phương thức đầu tiên, cái cách đầu tiên để cho các thế hệ trong gia đình họ có được cái sự thông cảm, communication, có nghĩa là có trò chuyện với nhau. Và trong cái bối cảnh này thì cháu cũng biết là hội cao niên trong năm nay 2022 có một cái hoạt động rất là đặc biệt diễn ra vào tháng 8 này, phải không thưa chú? Dạ phải. Thưa cô thì, thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi dự trù là cái ngày thứ Bảy 13 tháng 8 2022 đó, thì chúng tôi có tổ chức một cái ngày gọi là Ngày Gia đình Việt Nam để ghi nhớ công ơn sinh thành và dưỡng dục của ông bà cha mẹ. Thì cái ngày đó đó, cái người già và con cháu cùng vui vầy trong một bữa ăn đông vui, tình nghĩa và tươm tất. Thứ hai là con cháu có dịp bày tỏ lòng kính mến ông bà cha mẹ còn sanh tiền và tưởng nhớ ông bà cha mẹ đã quá cố. Con cháu dâng tặng quà lên cho ông bà cha mẹ có mặt trong bữa tiệc vui và gắn hoa hồng lên ngực áo của quý vị. Và trong cái bữa tiệc đó, chúng tôi sẽ công bố kết quả và phát giải thưởng cái cuộc thi viết bút ký kỷ niệm thời thơ ấu sống chung với ông bà cha mẹ. Cái cuộc thi đó dành cho tuổi trẻ, có lẽ là thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mình nói như vậy nó có vẻ nó hơi chung chung quá không chú? Mình có thể nào cho quý khán giả được biết là cái thế hệ hoặc là cái lứa tuổi lớn nhất được tham gia cái cuộc thi này là ở cái lứa tuổi nào và cái lứa tuổi nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi hay không ạ? Có lẽ là cỡ cái tốp mà nó sanh ra tại đây đó, nó cũng là ba mươi mấy tuổi rồi.
chúng tôi thấy có thể cái đó là cái thế hệ thứ ba. Dạ đúng. Thì cái thế hệ đó là nhiều nhất và các cháu có thể có khả năng viết được cái bút ký. Dạ. À, thì người Việt định cư ở đây là cũng hơn 40 năm chứ. Dạ. Thì có thể sinh con đẻ cái, các cái cháu mà sinh ra thế hệ thứ ba đó bây giờ cũng ba mấy tuổi. Dạ. Thì tôi thấy từ cái thế hệ đó trở xuống. Có nghĩa là từ cái lứa tuổi là khoảng 35. Dạ. Là trẻ nhất trong cái đợt thi lần này. Dạ. Là mình nhắm tới những cái lứa tuổi nào thưa chú? Dạ. Dạ. Thì nhắm từ cái tuổi 35 trở xuống. Có nghĩa là các em 10 tuổi, 15 tuổi nếu có khả năng. Dạ, có thể mình vẫn hoan nghênh vẫn được các em tham gia. Dạ. Và nó có giới hạn cái nội dung của cái bút ký này hay không ạ? Dạ thưa anh, đó thế này. Cái mục đích đó của chúng tôi bày ra cái viết bút ký này là để cho các cháu hồi tưởng lại những cái kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ mà mấy cháu đã sống với ông bà cha mẹ. Thứ nhất là nó sống với ông bà đó, sống ở nhà trong lúc mà cha mẹ nó đi làm việc. Dạ. Thì các cháu nó có kỷ niệm rất là êm đẹp đối với ông bà cha mẹ lúc đó săn sóc nó. Dạ. Thì để nó gợi nhớ lại những kỷ niệm đó, để nó có một cái tình thương sâu đậm hơn đối với ông bà cha mẹ. Nhưng mà cái mình có giới hạn trong cái vấn đề ngôn ngữ hay không thưa chú? Có dạ, nghĩa thưa. Là những cái bút ký này bắt buộc phải viết và gửi về cho ban giám khảo bằng tiếng Việt hay là có thể sử dụng tiếng Anh? Dạ thưa, cái này đó là khuyến khích viết bằng tiếng Việt. Dạ. Nhưng nếu viết bằng tiếng Anh thì xin gia đình dịch dùm ra tiếng Việt kèm theo. Dạ. Có nghĩa là vẫn có phương án thứ dạ, nhì dạ. Là nếu mà những ai mà cái ngôn ngữ tiếng Việt không có đủ phong phú dạ. Để mà viết nên cái câu chuyện của họ dạ. Thì mình vẫn khuyến khích họ viết bằng tiếng Anh dạ. Và gia đình có nhiệm vụ gửi kèm theo cái bản dịch dạ. Để mà ban tổ chức có thể mà chấm điểm nó dạ, dễ dàng dạ, hơn dạ. Dạ. Đây là một cái hoạt động nó rất là mới của Hội Cao Niên phải không? Thưa dạ, chú, phải. Những năm khác mình có những hoạt động tương tự như vậy không? Dạ, đây là cái hoạt động mới. Cái hoạt động mà cái ngày gia đình Việt Nam dạ. Và trong cái sinh hoạt đó lại có thêm cái kỳ thi này đó. Đây là cái ý nghĩa mới dạ. Của Hội Cao Niên dạ. Và chúng tôi muốn cái sinh hoạt này nó trở thành cái sinh hoạt truyền thống hàng năm của hội. Có nghĩa là năm nay là sẽ là cái năm thử nghiệm. Dạ, năm đầu. Nếu mà thành công thì chúng ta sẽ duy trì dạ. Cái hoạt động này nó trở thành là một cái hoạt động thường niên dạ. Của Hội Cao Niên. Dạ, phải. Và kính thưa quý vị khán giả, bởi vì lý do là cái năm đầu tiên cho nên chắc cái thời gian nó cũng khá là gấp rút. Là khi mà chúng tôi phát hiện ra cái chương trình này thì chúng ta chỉ còn có khoảng 2 tuần lễ nữa để mà ghi danh, để mà thực hiện cái bài viết của mình. Theo như thông tin Kim Hoàng có được thì ban tổ chức yêu cầu cái bài viết là nó không ít hơn 10.000 chữ phải không? Dạ, 1.000 chữ. Dạ, không dài quá 1.000 từ. Không dài quá 1.000 từ, có nghĩa là nó có thể là 500 từ cũng được dạ. Và có thể kéo dài lên đến là 1.000 từ dạ. Đó là cái vấn đề tối đa. Và để ban tổ chức có thể kiểm soát được cái số lượng từ chúng ta sử dụng thì ban tổ chức đề nghị là tất cả những cái bài viết này sẽ gửi về cho ban tổ chức qua địa chỉ email của Hội Cao Niên dạ. Thông tin của địa chỉ email thì Kim Hoàng đang cho chạy trên màn hình. Quý vị có thể lưu lại để chúng ta khuyến khích những cái thành viên trẻ trong gia đình của mình trổ tài viết tiếng Việt thông qua cái cuộc thi lần này. Mà mục đích của Hội Cao Niên thì cũng rất là rõ ràng, để mà ôn lại những cái kỷ niệm, có thể là những cái kỷ niệm chưa ai nói ra, các bé chưa bao giờ đề cập đến, nhưng yeah. mà nó luôn luôn trong cái tiềm thức, trong cái sinh hoạt, trong cái cuộc sống rồi yeah. Và đây là cơ hội để mà thổ lộ yeah. ra thì nó sẽ là một cái sợi, một cái chiếc cầu nối đem yeah. mọi người trong gia đình đến gần với nhau hơn yeah. Đôi khi chúng ta nói thì nó rất khó, nhưng mà viết thì nó dễ dàng hơn yeah, đúng. Yeah. Và ban tổ chức có cái gì để khuyến khích cho mọi người tham gia hay không ạ? Dạ yeah, thưa, sẽ có 3 giải nhất, nhì, ba và một số giải khuyến khích yeah. Thì ba giải nhất, nhì, ba đó thì tác giả trúng giải đó sẽ đích thân lên đọc cái tác phẩm của mình
Dạ, vào ngày vào cái 13 ngày tây tháng 8. Thứ bảy 13 tây tháng 8, tức là cái ngày gia đình Việt Nam. Dạ. Tổ chức tại nhà hàng Crystal Palace, số 219 Calivel Road, dạ, Cali 2, dạ, New South Wales 2166. Cái đó là tổ chức ban ngày lúc 10 giờ sáng. Dạ. Yeah. Có nghĩa là chỉ có giải nhất mới có cơ hội lên sân khấu, yeah, để mà đọc cái bút ký của mình thôi. Yeah, đúng. Còn giải nhì và giải ba thì chỉ được lên để nhận phần thưởng thôi, phải không? Giải nhất, nhì, ba đều được đọc hết. Đều được đọc. Có nghĩa là ba câu chuyện chúng ta sẽ nghe trong ngày hôm đó. Dạ. Yeah. Còn những cái giải an ủi đó thì chúng tôi chỉ phát giải tại đó nhưng mà, yeah, không có đọc. Dạ. Yeah. Nhưng mà chúng ta có bao nhiêu giải an ủi, giải khuyến khích à? Dạ, yeah, cái đó là chưa biết, mà có thể là cũng 5-7 giải gì không? Dạ, tùy theo, dạ, cái số tùy lượng theo mà cái số lượng bài thi chúng ta nhận, dạ, được. Dạ, bài thi. Dạ, cái, dạ, phần thưởng nó có đủ thu hút để mọi người tham gia hay không thưa, dạ, chú? Dạ, bây giờ thì chưa có định nhưng mà cố gắng sẽ làm cho cái phần thưởng đó nó có cái giá trị, dạ, khá khá chút xíu. Dạ, có, dạ, nghĩa là mình vẫn chưa có xác nhận thông tin ngày hôm nay. Dạ. Và gần tới ngày đó rồi thì mình, dạ, sẽ chúng tôi sẽ công bố. Dạ vâng. Dạ. Và lý do là bởi vì Hội Cao Niên đang có nhiều cái nguồn tài trợ từ chính phủ và phải đợi coi cái nguồn tài trợ nào đến vào cái dịp này thì, dạ, mới biết được cái, dạ, ngân quỹ dành cho cái những cái khoản tiền thưởng này ra sao, phải không ạ? Dạ, cái sự thật thì cái ngân khoản tài trợ thì cũng không có chắc chắn, cái đó chúng tôi không có nắm chắc lắm. Nếu không, nhưng có thì chúng ta là phải tìm quỹ ra. Nhưng nếu không có thì chúng tôi cũng tìm đủ mọi cách để có một cái phần thưởng cũng khá khá chút xíu. Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, Việt Phi TV luôn luôn đồng hành và ủng hộ những cái hoạt động đó về văn hóa của người Việt, đặc biệt là hoạt động của Hội Cao Niên. Lý do là bởi vì những bác trong Hội Cao Niên, như là chúng tôi là gọi bằng chú, nhưng mà thật ra quý vị nhìn thấy hội trưởng của Hội Cao Niên năm nay ở lứa tuổi là 87 rồi mà rất là minh mẫn, vẫn lái xe, vẫn sử dụng computer, vẫn làm việc hàng ngày với tất cả mọi cơ quan chính quyền. Và đó là những cái hoạt động mà Kim Hoàng hy vọng là những người lớn tuổi trong cộng đồng người Việt của chúng ta có thể duy trì, bởi vì khoa học đã chứng minh là tất cả những cái hoạt động của những người lão niên, nếu mà chúng ta có được những cái hoạt động gọi là thường xuyên như thế này thì sẽ giúp ích rất nhiều trong cái cuộc sống cũng như cái vấn đề sức khỏe tâm thần, nó không có bị sa sút, và đây là một cái điển hình. Và ngày hôm nay thì Hội Cao Niên đang muốn san bằng cái khoảng cách về tuổi tác bằng cách là kéo thế hệ trẻ vào để mà cùng tham gia những cái hoạt động, dạ, của hội, phải không? Dạ, chứ không phải là những người mà chúng ta thấy là chúng tôi hay nói đùa là những cái mái tóc bạc như thế này, mà nó sẽ là những cái mái đầu xanh, cũng sẽ trở thành một trong những cái hoạt động chính của hội nếu đợt bút ký này nó thành công. Dạ, chúng tôi xin phép nhắc ra thế này. Xin ghi tên dự thi trước ngày 30 tháng 6, 2022 với số điện thoại và địa chỉ email. Rồi cái hạn chót để nộp bài thi đó là ngày 10 tháng 7, 2022 qua địa chỉ email của hội. Ban giám khảo sẽ thông báo các bút ký trúng giải trước ngày 7 tháng 8, 2022. Như vậy là chúng ta có 3 giai đoạn, kính thưa quý vị. Sau khi quý vị theo dõi chương trình hôm nay của Việt Phi TV, thì chúng ta có cho đến ngày 30 tây tháng 6 để chúng ta đăng ký dự thi. Hình thức đăng ký thì rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần gửi số điện thoại, họ tên và địa chỉ email đến cho Hội Cao Niên, và chúng ta sẽ gửi qua email cho Hội Cao Niên. Một lần nữa, email Kim Hoàng đang cho chạy trên màn hình. Và sau khi Hội Cao Niên nhận được thông tin về những người sẽ dự thi thì Hội Cao Niên sẽ cho chúng ta 10 ngày để nộp bài thi. Có, dạ, nghĩa là cho tới ngày 10 tây tháng 7. Dạ. Và từ ngày 1 tây tháng 7 thì coi như là cái đợt thi này nó sẽ khép lại để ban tổ chức có thể chấm điểm, và cái giải thưởng sẽ được công bố một tháng sau đó, có nghĩa là vào ngày 7 tây tháng 8. Trên hoặc là Việt Phi TV hoặc là trên Nhật Báo Chiêu Dương. Và cái đợt thi lần này không giới hạn ở người Việt ở New South Wales mà thôi, mà đợt thi lần này là mở rộng cho người Việt trên phạm vi toàn quốc Úc Châu. Không biết là thông tin Kim Hoàng Loan tải có đúng hay không? Dạ, phải. Dạ. Dạ. Và sau khi mà chúng ta đã có cái ban giám khảo đã công bố những cái giải
trúng thưởng vào ngày 7 tây tháng 8 rồi, thì một tuần lễ sau đó là ngày 13 tây tháng 8 vào thứ Bảy, tất cả những giải thưởng nhất nhì ba sẽ được mời tới tham dự cái bữa tiệc của hội cao niên tại nhà hàng Crystal Palace ở Cali Heights vào lúc 10 giờ sáng. Và những cái câu chuyện này cũng sẽ được đọc lên cho toàn thể quan khách ngày hôm đó, trong khi với những cái giải khuyến khích thì cũng sẽ được trao tặng ngay tại chỗ trong ngày hôm đó. Và trước khi chúng ta chấm dứt thì không biết là chú Trung trong vai trò là hội trưởng của hội cao niên, chúng ta có những gì muốn gửi đến cho khán giả của Vietfay TV hay không? Dạ thưa, hội cao niên chúng tôi cũng cố gắng làm sao để chú trọng đến cái vụ mà cải tiến cái sinh hoạt gia đình đó, làm sao cho thế hệ già trẻ sống chung với nhau, thông cảm được với nhau, để cho gia đình mình êm ấm, sống hạnh phúc trong cái cuộc sống ly hương này. Điều này nói thì có vẻ là đơn giản, nhưng mà làm được thì nó lại là rất là khó. Khó lắm. Là bởi vì cái thế hệ trẻ sinh đẻ ở đây thì họ đã không còn là người Việt Nam nữa. Và để mà họ hòa vào cái văn hóa người Việt mỗi một ngày với thế hệ lớn thì nó là một cái khoảng cách mà rất là khó để mà thu hẹp. Và chắc là hội cao niên cũng sẽ vất vả lắm thì mới có thể tạo được cái mối thân tình giữa các thành viên trong gia đình. Chúng tôi cũng cố gắng hết đi. Và hy vọng là hội cao niên sẽ thành công trong cái chương trình mới này. Thì cảm ơn cô, cảm ơn quý khán thính giả của đài. Cố gắng lắng nghe. Vâng, kính chào quý vị, và đó là tất cả những thông tin mà Kim Hoàng muốn gửi đến cho quý khán giả trong cái buổi phỏng vấn đặc biệt này. Thời gian không còn nhiều, chúng ta chỉ có khoảng 3 tuần lễ để chúng ta bắt đầu suy nghĩ về cái bài bút ký mà mình muốn dự thi, và hy vọng là cái đợt thi lần này sẽ nhận được rất nhiều ủng hộ của quý khán giả của Vietfay TV trên toàn quốc Úc Châu. Và Kim Hoàng rất mong sẽ gặp được những người thắng giải nhất nhì ba vào ngày 13 tây tháng 8 tại nhà hàng Crystal Palace. Một lần nữa, cảm ơn chú Trung đã tới với chương trình. Cảm ơn cô Kim Hoàng, cảm ơn quý vị khán thính giả của Vietfay TV Úc Châu. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình lần tới. Cảm ơn.